Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin dữ từ trò cưng trước thềm AFF Cup. Chiều 29 tháng 10, Tổng thư ký VFF Lê Hoàng Anh xác nhận câu lạc bộ Pau Pháp không đồng ý để tiền vệ Nguyễn Quang Hải về dự AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 năm 2022. AFF Cup 2022 không thuộc FIFA Days, do đó Pau FC có quyền từ chối trả quân. Chúng tôi sẽ thông báo huấn luyện viên Park Hang-seo để sớm có phương án chuyên môn chuẩn bị. Vắng Quang Hải rất đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam còn nhiều phương án dự phòng. Ông Lê Hoài Anh cho hay, trong thành phần đội bóng áo đỏ hiện nay, Văn Đức, Hoàng Đức, Văn Quyết hoặc thậm chí cả Văn Khang cũng có thể đá thay vị trí của Quang Hải để lại. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 11, khi V-League kết thúc, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đến ngày 27 tháng 11, các cầu thủ cuối cùng sẽ tập trung khi hoàn thành cúp quốc gia. Theo ông Lê Hoàng Anh, thầy trò ông Park chỉ tập huấn trong nước. Đội tuyển Việt Nam dự kiến cũng chỉ có một trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11 trên sân Mỹ Đình.